Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước khi chúng ta làm đề tài tiếp theo về bước qua ngưỡng cửa hy vọng hay bước qua ngưỡng cửa vô minh của giáo sư Trần Trung Ngọc, thì chúng ta cũng tìm hiểu một cái tựa đề mới. Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác. Một người đàn bà có chồng nhưng lại có sản phẩm với người khác thì có gọi là ngoại tình mà Công giáo coi là trọng tội không ạ? Nếu không thì gọi là gì ạ? Liệu còn đồng trinh không? Mong mọi người chỉ giáo để hiểu hơn về vấn đề này. Theo luật hình sự, người nào lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ thì bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. 1G có làm nạn nhân có thai. Có hoàng đức mạnh chỉ có Chúa mới biết được. Ít-mẹt. Lan Phong Yuxi không ăn ốc mà phải đổ vỏ. Yuxi được Chúa ban cho chức thánh để bồi thường lại việc đã ném sừng vào đầu ông. Giê-xu lấy làm vinh dự vì cái sừng của mình nó không phải sừng thường mà là sừng của Chúa. Đau lắm. Lan Phong: có lẽ đây là việc bồi thường cho nguyên đơn của hiếp dâm nổi tiếng trong lịch sử bằng tinh thần, chức thánh, bằng vật chất, cái sừng để trốn tránh trách nhiệm hình sự. Lâm Phúc Châu: bên Trung Đông người ta đem ra ném đá đấy. Chính vì vậy mà người ta phải phong cho ông Giuse, chồng Chúa của bà Maria, là bậc thánh cao cả nhất. Thế mà bọn nhà thờ nó làm ngược, cả năm chỉ lo công kênh người có tội, rước tượng Mary, dâng hoa khắp nơi cho bà hiển linh, khóc chỗ này ra máu chỗ khác. Lẽ ra ông Giuse mới là người khóc nhiều nhất. Lơ là người thánh thiện, xem ông Giuse như người chồng hờ, đứng như tượng đá chẳng ai công kênh ca ngợi. Rồi chạy tứ tung vận động cho các tên Việt gia đối với nước nhà làm thánh, làm thánh hiện họ lo gom tiền bấy lâu nay thu được qua việc vũ khí gạt gẫm thiên hạ để chung tiền cho Vatican phong thánh cho linh mục Trương Bửu Diệp. Trước khi phong thánh, Vatican phải thu được từ 500 đến 800 ngàn đô. Chắc mấy chục năm nay Việt Nam gom gần đủ rồi nên họ lục đục vận động chuyện phong thánh đó. Đồ khốn kiếp. Đó là một cái bà để mà mình muốn chia sẻ thêm về vấn đề này. Và tiếp theo chúng ta nên tìm hiểu cái phần của bước qua ngưỡng cửa hy vọng. Thần học từ đâu nảy sinh ra phong trào thần học giải phóng? Như trên đã nói, thần học giải phóng xuất phát từ châu Mỹ Latin trong thập niên 1960 và lan sang Phi Châu và Á Châu. Có vài lý do chính như sau. Một, từ khi bắt đầu xuất hiện các tân thế giới, giáo hội Gia Tô La Mã đã giúp một phần trong việc chinh phục các thổ dân bằng nỗ lực của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và áp đặt nên thuộc địa lên vùng đất này. Hai, giáo hội Gia Tô nói một đàn là một nẻo, thánh kinh dạy phải phục vụ người nghèo, nhưng giáo hội luôn luôn thi hành chính sách dành cho dân chiếm đất, vơ quét của cải. Điều này thật rõ ràng qua lời than vô cùng ý nhị của mục sư Desmond Tutu, người đã đoạt giải Nobel về hòa bình năm 1984. Chúng tôi có đất đai và họ tới với cuốn thánh kinh của họ. Chúng tôi tin họ cầm cuốn thánh kinh trên tay, nhắm mắt cầu nguyện. Khi chúng tôi mở mắt ra thì chúng tôi có cuốn thánh kinh và họ có đất đai của chúng tôi. Có đoạn dẫn chứng bằng tiếng Anh nhỉ? Giáo hội Gia Tô là một tổ chức dựa vào luật lệ tôn giáo, chuyên chế độc quyền, giải thích thánh kinh, đặt ra những luật lệ không phù hợp với dân tộc tính địa phương và áp đặt những luật lệ này trên khối tín đồ thiếu hiểu biết. Vì những lý do chính yếu trên mà phong trào thần học giải phóng ra đời. Danh từ giải phóng nói trên nói lên ý nghĩa của mục đích giải phóng con người khỏi bất công của xã hội, khỏi những áp bức của khối thống trị về tư tưởng cũng như về vật chất, khỏi những ảnh hưởng của ngoại lai. Cho nên thần học giải phóng là cách diễn giải đức tinh thần Gia Tô theo kinh nghiệm của dân nghèo. Tìm hiểu thánh kinh và các giáo lý Gia Tô theo quan điểm của dân nghèo, con người sinh ra không phải mòn ngẫu nhiên nghèo
hay vì thần Gia Tôn muốn vậy, mà phần lớn vì tổ chức xã hội. Do đó thần học giải phóng lên án cái cấu trúc kinh tế của châu Mỹ Latin, dung dưỡng một thiểu số đi máy bay sang Miami hay London sắm đồ trong khi đa số dân chúng không có đủ nước lành để uống. Đặc biệt là những nhà thần học giải phóng lên án ý thức hệ tôn giáo dung dưỡng những sự bất công biểu hiện bởi những hành động khủng bố tra tấn dân lành của các nhà độc tài quân phiệt, với lý do bảo vệ cái mà họ thường ưa thích gọi là nền văn minh Kitô giáo Tây Phương. Những dân nghèo không phải là da trắng và phái nữ đang tìm thấy ý nghĩa mới trong niềm tin Kitô. Và cùng lúc phơi bày những sự thiếu sót trong sách trình bày đức tin này của những người da trắng Tây Phương, thần học giải phóng là một tuyên ngôn khẳng định sự độc lập về văn hóa và tri thức. Tương tự trong cuốn A Vision of Hope, một viễn tượng của hy vọng, giáo hội và sự thay đổi ở châu Mỹ Latin, PC cũng viết như sau: đó không phải là một môn thần học mới, mà là cách mới để khảo sát về thần học trong phạm trù châu Mỹ Latin. Nghĩa là trong phạm trù tranh đấu giải phóng, sự kiện chính yếu là trong phạm trù tranh đấu giải phóng, sự kiện chính yếu là trên khắp lục địa ngày càng có nhiều người Kitô giáo tham gia cuộc đấu tranh cho sự giải phóng chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần dân tộc họ. Trong phong trào gì đó, có những bộ óc thượng thặng Gia Tô như Gustavo và những thần học nổi tiếng đã góp phần tích cực trong cộng đồng Vatican II như Karl Ratner, Edward, các bạn có thể đọc được mà. Trong số này thì Han Ken và Leonard Bob nổi tiếng hơn cả, nổi tiếng vì Vatican đã dùng quyền lực để tìm cách khóa miệng hai vị này. Đại cương thì luận cứ của Han Ken, một mà giáo sư thần học người Đức nổi tiếng ở châu Âu, nhưng sau đọc Tân Ước, người ta thấy rõ ràng là chính Giêsu không có thành lập một giáo hội, nhưng đời sống và cái chết của người đã đưa tới một phong trào mà theo thời gian đã trở thành một tổ chức đầy luật lệ. Nếu sự tổ chức giáo hội ngày nay với những chức sắc như giám mục và linh mục không được dẫn xuất từ chính ý của Chúa Giêsu, thì có thể có nhiều hình thức khác nhau. Ví dụ việc loại phái nữ ra khỏi những chức quyền trong giáo hội không có một căn bản nào từ Thánh Kinh. Ngoài ra, Han Kung và nhiều nhà thần học khác, ví dụ như Edward Stilbeck, đã chỉ trích giáo điều bất khả sai lầm của giáo hoàng, cho rằng giáo điều này không dựa trên bất cứ căn bản nào ở trong Thánh Kinh và chỉ được xây dựng trên một sự hiểu biết thiếu sót về chân lý. Han Kung đặt vấn đề, ngừa thai có phải là một chủ đề thích hợp để đưa ra một giáo điều không? Giáo hoàng có đủ tư cách xứng đáng để diễn giải một định luật thiên nhiên hay không? Giáo hoàng thật sự có quyền đơn phương đưa ra một giáo điều mà không cần sự đồng ý của hội đồng giám mục không? Và Quân đưa ra kết luận, giáo hội càng tỏ ra quyền hành bao nhiêu thì càng đưa tới sự chia rẽ nội bộ bấy nhiêu. Những tư tưởng này dĩ nhiên đe dọa quyền của toàn thể hệ thống giáo hội La Mã, ít nhất là trên quan điểm của La Mã. Cho nên chúng ta không lấy làm gì lạ khi Vatican tuyên bố là Han Kung không được dạy giáo lý Gia Tô nữa và cấm các trường Gia Tô mời ông làm giáo sư. Tuy nhiên, rất nhiều nhà thần học đang xây trong các đại học Gia Tô đồng ý với Han. Nhà thần học Ba Tây Leonard Boff có viết về một cuốn sách nhan đề Church nổi tiếng hoàn cầu, nổi tiếng vì không những cha Boff quan điểm giáo hội là phải giáo hội của dân nghèo, mà còn chỉ trích cái cấu trúc độc đoán của Vatican, và nhất là ngài đưa ra vấn đề nhân quyền ngay trong nội bộ giáo hội. Boff đã viết một đoạn dài để so sánh từng điểm giữa kiểu cai trị của Điện Cẩm Linh và Vatican, so sánh giáo hoàng với tổng thư ký Đảng Cộng sản, cơ quan hành chính trung ương La Mã với Bộ Chính trị của Liên bang Xô Viết. Lẽ dĩ nhiên Vatican cũng tìm cách khóa miệng Leonard Boff và cấm cha Boff không được phát biểu ý kiến, không được viết sách. Nhưng trước sự đồng lòng phản đối của giới lãnh đạo Gia Tô trên thế giới, nhất là ở Tây Ba Tây,
sau một thời gian ngắn, Vatican đành phải hủy bỏ cái lệnh mang tính chất trung cổ kia. Có lẽ chúng ta cũng nên biết tổ chức quyền hành của giáo hội Gia Tô La Mã ra sao. Tổ chức này được cha Leonard Bock mô tả khá kỹ như sau: cấu trúc quyền lực trong giáo hội ngày nay và vay mượn từ những khuôn mẫu của nhiều thế kỷ trước, và có hai khuôn mẫu đặc biệt đáng nói tới kinh nghiệm đối với quyền lực La Mã và cấu trúc phong kiến. Tuy nhiên, quyền lực La Mã trong giáo hội ngày nay là một trong những nguồn xung đột chính với sự tỉnh thức của tâm thức con người về vấn đề nhân quyền. Đặc tính quyền lực phong kiến La Mã là: thứ nhất, một hệ thống bao cấp riêng biệt; thứ nhì, bản chất hệ thống này là một phục vụ cá nhân. Người nào ở trong địa vị quyền hành thì ở đó suốt đời, ý muốn của họ là luật trong cấp của họ, nhưng luôn luôn bị ràng buộc bởi sự tuân phục của cấp trên. Thứ ba, đó là một hệ thống thiêng liêng mênh mông. Nói cách khác, tích hợp pháp của hệ thống này không do từ dưới mà là từ trên xuống, từ ý muốn của thần Gia Tô. Trong hệ thống này, người nào càng ở cấp cao bao nhiêu thì càng cần Gia Tô bấy nhiêu, và càng được thần chia sẻ cho nhiều thần quyền bấy nhiêu. Tuân phục cấp trên có nghĩa là tuân phục thần. Do đó, sự tuân phục là một giáo luật. Thứ tư, chế độ quyền lực này bất khả xâm phạm và không cho phép một sự chỉ trích nội bộ nào. Chỉ có cấp trên mới có quyền chỉ trích. Một thắc mắc của cấp dưới được coi như là tương đương với một cuộc cách mạng trong vũ trụ. Do đó, bất cứ ý kiến, đề nghị thay đổi nào cũng được coi như là một hình thức đã phá thần Gia Tô, tác giả của hệ thống và cấu trúc quyền lực thiêng liêng. Trong khi ở các nước văn minh tiến bộ, hệ thống quyền lực mô tả ở trên không còn đất dụng võ, thì bất hạnh thay, ở một số quốc gia chậm tiến về thế giới thứ ba, hệ thống quyền lực trên vẫn được duy trì vì dân trí nơi đây chưa được phát triển, vẫn còn tin ở chuyện hoang đường. Thí dụ như chỉ có giáo hoàng và tòa thánh Vatican mới có quyền cho phép con người hiệp thông với thần Gia Tô, vì đó là những người ở gần thần nhất, được sự mặc khải của thần và được quyền thay thần để quyết định ai được lên thiên đàng, ai không. Nói tóm lại, phong trào giáo hội quốc gia độc lập và phong trào đã nói trên điểm chính yếu, không có lý do nào mà các dân tộc của châu Mỹ Latin, ở Trung Mỹ, ở châu Phi và ở Á Châu phải chấp nhận giáo quyền của Vatican. Có thực sự thông minh và đạo đức hơn những người ở trong thế giới thứ ba không? Nếu chúng ta xét tới lịch sử của giáo hội Gia Tô, của các giáo hoàng, với những cuộc thánh chiến, với những tòa án xử dị giáo, và với sự kiện là sự kiện tòa thánh phải mất 359 năm để thú nhận sai lầm về vụ xử oan Galileo, mỗi nền văn hóa đều khác nhau. Không có một lý do nào mà các nền văn hóa châu Mỹ Latin, châu Phi và Á Châu phải đập theo khuôn của nền văn hóa Tây Phương, chấp nhận sự lệ thuộc vào văn hóa Tây Phương. Bất kể dưới hình thức nào cũng là biểu lộ ốc nô lệ, thiếu sự tự tin của những người bản xứ, thiếu tinh thần quốc gia, nếu không muốn nói là phản bội quốc gia. Ý thức dân chủ càng ngày càng lên cao ở các quốc gia trong thế giới thứ ba, và ý thức dân chủ này cũng được áp dụng trong lĩnh vực tôn giáo. Không chỉ thu hẹp trong phạm vi xã hội, những ý thức hợp lý này đã đe dọa hệ thống quyền lực tôn giáo ở Vatican, nên giáo hoàng cần phải có phản ứng. 3. Nguyên nhân thứ ba là ngày càng có nhiều linh mục và giáo dân rời giáo hội Gia Tô La Mã. Nhìn vào số thống kê giáo dân của giáo hội thì người ta không thấy gì, vì giáo hội chỉ tính những người rửa tội mà không tính những người bỏ đạo. Giáo hội quan niệm rằng một khi đã là dân Gia Tô thì sẽ mãi mãi là dân Gia Tô. Tuy nhiên, kết quả khảo cứu của các nhà xã hội học Gia Tô qua phương pháp thu thập dữ kiện, phân tích và dự phóng khoa học đã đưa ra những con số rất đáng lo ngại với Vatican. Một thí dụ điển hình là trong cuốn Full Field and Empty Atta, nhà thờ đầy bục giảng và trống trơn. Kết quả công trình nghiên cứu trong 6 năm của hai học giả xã hội học Richard Totter và Lauren Young của Đại học Wisconsin Madison, tác giả khuyến cáo đạo Gia Tô là sự thiếu hụt linh mục ở Mỹ đang là nền tảng của giáo hội Gia Tô La Mã sụp đổ, và đưa con số dự phóng từ năm 1966 tới năm 1900 đến năm 2005, con số linh mục sẽ giảm 40%, từ 35.000 xuống còn 21.000.
trong khi giáo hoàng vẫn giữ lập trường không cho phái nữ làm linh mục. Điểm đặc biệt trong vụ này là nguồn tài trợ cuộc nghiên cứu từ năm 1984 này lại cho là một cơ sở gia tô Đại Thọ, hãng đường dược phẩm Lely. Nhưng năm 1990, khi các tác giả đưa ra kết quả của cuộc nghiên cứu thì lập tức phần tài trợ cuối cùng bị cắt. Lý do, Hồng Y Tổng giám mục Lord Angelet tuyên bố chúng ta là đệ tử của Giê-xu Kitô, chúng ta sống do ân huệ của thần Gia Tôn, và tương lai của chúng ta được xếp đặt bởi sự chỉ định của thần giáo hội chứ không bởi các nhà xã hội học. Đó là tâm cảnh của một vị Hồng Y Gia Tôn Mỹ, và đó cũng là thái độ của Gia Tôn đối với khoa học hiện nay trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21. Thật ra vì kết quả nghiên cứu trên cũng không có gì đặc biệt, vì sự kiện các linh mục bỏ đạo đã trở nên trầm trọng từ lâu. Giáo hoàng đã biết vậy và đang tìm cách lật ngược chiều hướng này bằng sự chuyển tuyển mộ và cầu nguyện. Trong cuốn sách Teres Wow, lời nguyện bị tan vỡ, những linh mục Mỹ bỏ đi, tác giả David Wright là một ông cha dòng Dominic, và ngài đã đi khắp nơi tổng cộng 38.000 mai để phỏng vấn và tìm hiểu người đời sống của các linh mục sau khi bỏ giáo hội, đã viết như sau: 100.000 linh mục Gia Tôn đã rời bỏ giáo hội trong 20 năm qua. Cứ mỗi 2 giờ đồng hồ lại có hơn một linh mục ra đi. Hầu như phân nửa số linh mục Mỹ sẽ bỏ đi, thường là để lập gia đình chưa tới 25 năm sau khi được tấn phong. Vatican không nói tới cuộc di dân này, nhưng đó chính là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất mà giáo hội phải đối diện kể từ khi có cuộc cải cách Tin Lành. 4. Nguyên nhân thứ tư là hình ảnh scandal vang dội thế giới. Từ sự ký kết những thỏa hiệp với Hitler và Mussolini trong Thế chiến thứ hai, cho tới những vụ tiền bạc thâm lạm ở nhà băng dính líu với mafia, bao che tội phạm trong Vatican, làm thông hành giả cho tội phạm trong Vatican, làm thông hành giả cho tội phạm chiến tranh, dùng đường dây chuột, qua ngã, Caritas, vân vân. Tất cả đã làm cho giáo hội Gia Tô mất đi tính cách tôn giáo mà nặng về chính trị hoặc đầu. Xin đọc The Vatican Holocaust, lò sát sinh của Vatican, của Avro Manhattan, 1941-1945, chính sách diệt chủng ở chư hầu Protea, của Emmaus Paris, The Vatican Empire, Đế quốc Vatican của Nino Lopello, The Vatican Connection, sự dính líu của Vatican của Richard Hammer và Brett and Folikhan, linh mục và chính trị gia của Reinach với chủ trương cứu cánh biện minh cho phương tiện, chỉ là sự tồn vong của Vatican bất kể đạo đức và sự an sinh của nhân loại. Giáo hội Gia Tô đang đi trên cung đường từ hủy diệt trong thế giới tự do. Với quyền báo chí hiện nay, với các phương tiện truyền thông tân kỳ, giáo hội Gia Tô không có cách gì che đậy hay giấu giếm những hoạt động của giáo hội. Ngoài ra, về phương diện đạo đức, vụ kiện 1,2 tỷ đô la liên hệ đến những lạm dụng phi luân trong một cô nhi viện ở Canada, trong đó có các sơ mặc áo xám, hành hạ trẻ em cho đến chết và cố ý làm cho một số em bị tật nguyền, thí dụ như chọc thủng màng tai, để lãnh của chính phủ 2.250 thay vì 75 xu một ngày cho mỗi em khỏe mạnh bình thường, được phanh phui trong chương trình Prime Time trên TV. Và mới đây cuốn phim The Boy of Winsett, những em nhỏ ở cô nhi viện Winsett, nói về các vụ hành hạ và hiếp dâm các trẻ em trong cô nhi viện bên Canada, đã làm cho quần chúng ghê tởm những hành động phi luân của các giáo sĩ và nhắc lại sự bao che của giáo hội cho những kẻ phạm pháp. Nhưng mang tiếng hơn cả là hơn 400 linh mục phạm tội hiếp dâm nữ tín đồ và trẻ em được giáo hội bỏ ra hơn 400 triệu đô la để dàn xếp ngoài tòa cho mọi sự được ém nhẹm, và dùng tiền bạc thuê luật sư để tố ngược lại cha mẹ nạn nhân với lý do không săn sóc con cái về những vụ này.
trong cuốn Godfell of Some Children Set a Bus, một phúc âm nhục nhã, vấn đề lạm dụng tình dục và trẻ em trong giáo hội Gia Tô đã được mô tả như sau. Cuốn sách dùng những cuộc phỏng vấn và các nạn nhân để khảo sát vị trí dễ bị lạm dụng duy nhất của trẻ em trước các linh mục và các linh mục phạm pháp để tìm hiểu về đời sống cô độc nguy hiểm của họ. Cuốn sách đưa ra những tài liệu về sự bất lực của công tố viên, quan tòa, tâm lý gia và ký giả trong việc theo dõi kiểm soát các giám mục, những người đã dùng cả triệu đô la để bảo vệ tiếng tăm của giáo hội hơn là bảo vệ các tín đồ. Cùng một đề tài nghiên cứu trong cuốn Let's Xin Đừng Dẫn Chúng Con Vào Sự Cám Dỗ, các linh mục công giáo và vấn đề hiếp dâm các em nhỏ, Jackson Berry đã đưa ra kết quả của một cuộc nghiên cứu là ở Bắc Mỹ từ năm 1984 tới năm 1992, 400 linh mục Gia Tô đã bị tố cáo là hiếp dâm trẻ con. Cho tới nay 1992, Berry ước tính là giáo hội bỏ ra hơn 400 triệu đô la để giải quyết những vụ trên. Một sự nghiên cứu dự phòng là giáo hội sẽ phải tiêu 1 tỷ đô la trước khi thế kỷ này chấm dứt. Nhận định về cuốn sách này, cha Andrew Bradley, giáo sư tại Đại học Chicago viết rằng: Tôi biết nhiều vụ và tình trạng mà Jackson Berry viết. Tôi có thể bảo đảm với độc giả là theo sự hiểu biết của tôi, những gì Berry đưa ra là chính xác và dè dặt, nếu không muốn nói là quá thận trọng. Ấn tượng vững chắc của tôi là tình trạng thực sự tệ hơn là những điều viết trong sách. Tôi cho rằng khi đọc qua những trang sách này, chúng ta sẽ cảm thấy thật là giận. Không hẳn chỉ là giận mà những kẻ gây ra tội lỗi, vì chính họ cũng thường, nếu không muốn nói là luôn luôn là nạn nhân khi còn nhỏ tuổi, mà là một giai cấp lãnh đạo Gia Tô. Các giám mục có vẻ như là được đào luyện giống nhau để cùng giấu giếm, che chở, hối lộ, lạnh lùng, và thường là lại được bổ nhiệm trở lại giáo phận những người mà họ biết là mối nguy hại cho đám tín đồ. Bốn nguyên nhân chính ở trên đã tạo nên đà suy sụp bất khả nghịch chiều của giáo hội La Mã trên thế giới, và là đó cũng là chính lý do chính thức thúc đẩy John Paul đệ nhị viết cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng. B. Lý do thứ nhì là sự bành trướng của Phật giáo và Hồi giáo ở Âu Châu và Mỹ Châu. Tôi không biết gì về Hồi giáo, nhưng về Phật giáo thì tôi thấy rõ sự phát triển của tôn giáo này ở Âu Mỹ. Cách đây 25 năm, khi còn đang học ở Mỹ, tôi đã thấy lơ thơ vài cuốn sách về Phật giáo như bộ Thiền Luận của Daisaku Suzuki, cuốn A Buddhist Bible của Ryu Wadan, cuốn Zen Khay của Thích Nhất Hạnh, và một số sách của vài tác giả quen thuộc như Edward Conze, Chitmap, Humphrey. Nhưng ngày nay ra một tiệm sách lớn thì ta thấy cả một rừng sách về Phật giáo. Năm 1993, cuốn The Miracle of Mindfulness, Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức của Thích Nhất Hạnh, là một trong những cuốn sách bán chạy nhất. Sách về Phật giáo Tây Tạng ra cũng nhiều và ngày càng càng có nhiều người đọc, nhất là từ sau khi Đức Đạt Lai Lạt Ma được trao tặng giải thưởng Nobel về hòa bình. Ảnh hưởng của Phật giáo và những xã hội Âu Mỹ đã được phát triển trên ba phương diện bởi ba nhân vật điển hình có tên tuổi: Suzuki với Thiền Tông, Đức Đạt Lai Lạt Ma với Mật Tông, và Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh với quan điểm Phật giáo nhập thế và dòng tiếp hiện. Lẽ dĩ nhiên với sự góp sức của rất nhiều tăng sĩ và cư sĩ Phật giáo khác. Gần đây chương trình 60 triệu của đài 60 giây của đài truyền hình CBS có cho biết là hiện nay ở Hoa Kỳ có hơn 2 triệu người Mỹ theo Phật giáo hay chịu ảnh hưởng của Phật giáo, chưa kể tới những người gốc Á Châu như Nhật Bản, Trung Hoa, Việt Nam, Đại Hàn, v.v. Đài truyền hình NBC cũng cho biết riêng ở Los Angeles có khoảng 300 trung tâm Phật giáo, Boston có khoảng 50, v.v. Trong cuốn How the Swan Canal viết về lịch sử
phát triển Phật giáo ở Hoa Kỳ với những sự đóng góp của Đức Lạt Lama, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh trong nhiều cộng đồng. Muốn biết sự phát triển của Phật giáo ở Âu Châu, xin đọc Book Him in Europe của Koso Yamamoto. Ảnh hưởng của Đức Đạt Lai Lạt Ma càng ngày càng lên cao, nhất là từ ngày được giải thưởng Nobel về hòa bình, đã khiến cho giáo hoàng John Paul đệ nhị phải lo ngại và viết như sau. Trang 104, ngài đem Phật giáo đến với những người Kitô giáo Tây Phương, khuấy động sự quan thiết về cả đường hướng tu đức lẫn những phương pháp cầu nguyện của Phật giáo. Và sau đó lưu ý các Kitô hữu phải thận trọng trong việc nồng nhiệt đón nhận một vài tư tưởng đến từ những truyền thông Phật giáo của Viễn Đông. Ở đây chúng ta nên nhận rõ hai điều. Thứ nhất là sự phát triển của Phật giáo trên thế giới từ xưa đến nay luôn luôn nằm trong tinh thần từ bi, bác ái và hòa bình, chưa hề làm đổ một giọt máu, cho nên dù có khuấy động thì cũng chẳng có phương hại gì tới bất cứ ai. Thứ nhì, lịch sử Gia Tô trong 2000 năm qua đã chứng minh rằng bất cứ nơi nào mà Gia Tô giáo đến khuấy động là nơi đó có máu đổ, có sự chia rẽ, có sự đối nghịch với nền văn hóa địa phương. Và thường các giáo sĩ thừa sai Gia Tô là đoàn quân tiên phong đến lập một đoàn quân thứ năm của người bản xứ để hỗ trợ cho đoàn quân thực dân kéo tới sau. Và để cho tín đồ Gia Tô khỏi bị khuấy động bởi Phật giáo, John Paul đệ nhị đã phê bình Phật giáo là một hệ thống vô thần. Chính câu này đã làm cho tỳ kheo Nali de Siva cho rằng đó là lời nhận xét lắc léo với ác ý. Lý do, nhiều năm qua Gia Tô giáo đối nghịch với Cộng sản và luôn luôn kết hợp với Cộng sản vô thần để kích động lòng căm thù của giáo dân đối với Cộng sản, tín đồ Kitô và những người phi Cộng sản không hiểu rằng Cộng sản là một ý thức hệ chính trị, kinh tế và xã hội, trong khi vô thần là một lập trường tâm linh đối với tôn giáo. Vô thần đã có từ cả mấy ngàn năm nay, trong khi Cộng sản mới xuất hiện chưa đầy 100 năm. Tuyệt đại đa số dân Nga theo chính thống giáo cũng như tuyệt đại đa số dân các nước Âu Châu theo Gia Tô La Mã. Chủ nghĩa Cộng sản được phát động và phát triển ở những nơi này chính là sự liên kết của tôn giáo và chính quyền để bóc lột dân nghèo. Và những người Cộng sản chống tôn giáo là vì tôn giáo đã hiệp với quyền hành thế gian, dung dưỡng những bất công trong xã hội. Đà Ý Đại Lợi là nước ngoan đạo nhất và đoàn quân của Ravabandi tiến vào La Mã, tước bỏ các lãnh thổ của giáo hoàng, thu hẹp lãnh thổ này trong phạm vi thị trấn nhỏ Vatican. Nếu là tín đồ Gia Tô, cuộc cách mạng năm 1789 của Pháp tước đoạt quyền hành của các giám mục, đưa một số linh mục lên máy chém cũng là dân Gia Tô thực hiện. Các thể chế cộng sản ở Đông Âu cũng có dân Gia Tô lãnh đạo, họ tin ở thần Gia Tô và Giêsu Kitô nhưng không chấp nhận những lạm dụng quyền hành của tôn giáo. Vậy họ chống những kẻ lợi dụng tôn giáo để mưu đồ quyền lợi cá nhân, nhưng không phải họ là vô thần. Cộng sản Việt Nam không nhìn ra điều này, nắm mắt nhắm mũi áp dụng chính sách chống tôn giáo của Nga Xô và các nước cộng sản Đông Âu mà không hiểu rằng suốt trong dòng lịch sử Việt Nam, các tôn giáo dân tộc, nhất là Phật giáo, là linh hồn của dân tộc mà chưa bao giờ Phật giáo đứng về phe chính quyền để bóc lột dân nghèo. Chỉ có hai cấp có chính quyền, thực dân Pháp và Tây Sai mới bóc lột giai cấp công nông. Chứ Phật giáo không chủ trương bám víu vào của cải quyền lực thế gian thì làm sao để bóc lột bất cứ ai. Ngoài ra, các nước Gia Tô giáo được nhận ru ngủ, được ru ngủ để cho người giáo sĩ này được nảy nở, nắm giữ quyền hành, nhất là ở các thuộc địa, chứ ở Việt Nam Phật giáo luôn luôn đứng đầu trong việc xây dựng đất nước và chống ngoại xâm. Cho nên bảo rằng Phật giáo là thuốc phiện ru ngủ dân chúng để mà đàn áp cũng lại là một kiểu nhắm mắt nhắm mũi theo một ý thức hệ ngoại lai mà không biết đến những bối cảnh lịch sử của dân tộc. Đó là chính sách sai lầm nghiêm trọng của Cộng sản Việt Nam và là của giới lãnh đạo già nua, trong óc đã lão, đã hao hụt nhiều tế bào thần kinh. Trở lại câu phê bình của John Paul đệ nhị mà tỳ kheo de Siva gọi tắt lắc léo
Thật vậy, John Fowler đệ nhị là người đã tham dự và tích góp được cho Cộng đoàn Vatican II trong bản tuyên ngôn về liên hệ giữa giáo hội và giáo tôn giáo Phi Kitô. Có một đoạn nói về Phật giáo như sau: Phật giáo trong những dạng khác nhau nhận biết sự thiếu sót của thế giới hằng chuyển này. Phật giáo dạy con người con đường theo đó con người với một tinh thần tin tưởng và nhiệt tâm có thể hoặc đạt tới một trạng thái tự do tuyệt đối với hoàn toàn giác ngộ do chính sự tinh tấn của mình hay với sự trợ lực của đấng cao hơn. Đó là một sự mô tả của Phật giáo tương đối đúng, và John Fowler đệ nhị chắc chắn đã đọc đoạn này. Nhưng ngài vẫn cố ý viết về một thuyết cứu rỗi tưởng tượng của Phật giáo phê bình Đức Phật sai lầm. Thay vì chủ nhà phủ nhận giá trị của việc tạo dựng và Phật giáo là một hệ thống vô thần ngầm kết hợp Phật giáo với cộng đồng, với cộng sản để khai thác dòng thù hận cộng sản mà giáo hội đã gieo rắc vào tâm hồn công dân từ bao lâu. Nếu chúng ta theo dõi tình hình hải ngoại thì đây là luận điệu của nhóm Gia Tô Cần Lao. Bấy lâu nay trên diễn đàn báo chí và điện tử ở ngoại quốc, trên những diễn đàn hải ngoại, bất cứ nơi người nào viết về Gia Tô giáo tuy là thực sự cũng bị chụp lên đầu cái mũ thân cộng. Thay vì trong chính sách phá Gia Tô giáo, gây chia rẽ tôn giáo của Cộng sản Việt Nam, những kẻ buông nón cói này không chịu đọc sách nên không hiểu rằng những tác giả viết về sách Gia Tô giáo đều là những học giả, giáo sư đại học và những ông cha Gia Tô, những nhà thần học Gia Tô hoàn toàn không dính dáng gì tới Cộng sản. Người Việt Nam sau hơn 80 năm dưới sự đô hộ của người Pháp không còn, không nhiều thì ít cũng quen thuộc với sự Pháp. Chúng ta có thể quên Leonard Graham Bester, một chính trị gia lỗi lạc của Pháp trong cuộc hô hào đoàn kết quốc gia đã hét lên một lời tuyên chiến: giáo sĩ đoàn đặc quyền đó là chính là kẻ thù. Và Emile Campbell, một nghị sĩ, đã phát biểu giữa nghị trường Pháp như sau: không phải là chúng ta tấn công tôn giáo mà là chúng ta và là những giáo sĩ, những người muốn dùng tôn giáo làm một công cụ chống thống trị. Chúng ta cũng có thể khó quên được Jean Bossu khi tranh đấu cho nền dân chủ của Pháp đã tuyên bố chống giáo sĩ đoàn đặc quyền là nền tảng căn bản của tinh thần dân chủ. Đối với chúng ta, giáo sĩ đoàn đặc quyền chính là giáo hội, chính là Gia Tô giáo mà từ trước đến nay luôn luôn là kẻ đối nghịch của mọi thứ tự do. Các nhà tiên tri trí thức Pháp đã nhận thấy sự quan trọng của một nền giáo dục Gia Tô trên nhiều phương diện, và họ đã thành công trong việc dập dần con em ra họ khỏi vòng tay giáo dục của các giáo sĩ Gia Tô và vạch trần những đạo đức giả của giáo hội. So với nền giáo dục khai phóng, giáo dục Gia Tô là loại giáo dục mà trong những nhà trí thức Pháp coi như là chống lại tổ quốc và tiến bộ, như Bộ trưởng Giáo dục Pháp Charles Duffy đã phát biểu: chúng ta xác quyết rất thẳng thắn là đối với chúng ta thật là điều không thể nhân nhượng được trong chiều hướng giáo dục tự do. Bất cứ người nào lại có thể dạy dỗ trẻ con để chống lại tổ quốc của chúng ta và cản trở sự tiến bộ của chúng. Và Gustave Tari, sáng lập viên nhật báo, cũng đưa ra một đường lối hành động như sau: tôi đã hiểu rằng không chiến đấu chống giáo hội Gia Tô chính là phục vụ cho giáo hội, và im lặng là hèn nhát. Tôi hiểu rằng chỉ không thể không để cho bị lừa bịp thì chẳng đủ chút nào, mà còn phải luôn luôn tố cáo sườn chối trá. Nhưng rõ ràng hơn là cả hai nhận định sau đây của đại văn hào Victor Hugo: một, chỉ có hai tội phạm, Caesar và Phêrô. Caesar thì giết người, hủy diệt thân xác, Phêrô thì nổi láo, hủy diệt tinh thần. Người linh mục đã hoặc có thể bị thuyết phục và thành thật. Chúng ta có nên trách họ không? Không, chúng ta không nên chống họ. Chúng ta có nên chống họ không? Nên. Nền văn minh ánh sáng này có thể bị tắt đi bởi hai cách bị chìm đắm, hai sự xâm lăng nguy hiểm đối với nền văn minh:
sự xâm lăng của các quân lính và sự xâm lăng của các linh mục gia tôn. Sự xâm lăng của linh mục đe dọa con chúng ta tương lai. Nhưng không phải bây giờ hay gần đây con người mới ý thức được những sự dối trá của giáo đoàn hoặc đặc quyền gia tôn và ý thức được sự cần thiết của tự do tư tưởng song song với sự tiến bộ của văn minh nhân loại, mà trong suốt bao nhiêu thế kỷ cái khát vọng tự do này của con người đã phát lộ khắp nơi trên thế giới. Tìm hiểu về những nhân vật nổi danh trên thế giới như Asimov, Beethoven, Bertolt Brecht, Charlie Bradlaugh, Ram Athen, Anatole France, Juliet, vân vân, chúng ta sẽ thấy họ đều là những nhà tự do tư tưởng và cùng một hướng đi tranh đấu cho tự do tư tưởng của con người và chống đối những huyền thoại dối trá phản tiến hóa của giáo hội gia tôn, mà biểu tượng là Vatican cho nên chụp mũ những người viết về sự thật của gia tôn giáo hay Vatican là thân cộng, là tay sai của cộng sản, là dùng sách lược chống gia tôn của cộng sản, là chia rẽ tôn giáo để giảm tiềm năng chống cộng, vân vân, là luận điệu của những người không chịu tìm hiểu, không đọc sách, không đọc lịch sử khách quan của giáo hội công giáo cũng như lịch sử thế giới, mang cộng sản ra làm cái bung sung để khai thác lòng thù hận của những người đối nghịch với cộng sản, bẻ quẹo vấn đề, không đủ khả năng thảo luận, không đủ can đảm để nhận những sự thật lịch sử và thiếu tính lương thiện và sĩ khí của những người trí thức. Bình luận về vài điểm trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị, sau đây tôi xin sang phần bình luận về vài điểm trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thật tình thì tôi chẳng muốn đi vào tín ngưỡng của bất cứ ai, vì tín ngưỡng là quyền tự do của con người, kể cả niềm tin thuộc loại mê tín dị đoan. Nhưng giáo hoàng với cương vị của một lãnh tụ tối cao, một tôn giáo lớn, mà lại dựa vào niềm tin của mình để phê bình sai lầm về một tôn giáo khác hay về giáo chủ của một tôn giáo khác là một điều khó có thể chấp nhận. Do đó sau đây tôi sẽ luận về lời phê bình Đức Phật của John Paul đệ nhị. Đức Phật đúng khi Ngài không thấy sự cứu rỗi trong việc tạo dựng, nhưng Ngài đã lầm khi vì lý do đó mà Ngài phủ nhận sự tạo dựng có một giá trị nào cho nhân loại. Điểm then chốt ở đây là thuyết tạo dựng trong gia tôn giáo, một thuyết mà Phật giáo không bao giờ để ý tới. Có thể tham cứu kinh Khởi Thế Nhân Bổn, Trường Bộ Kinh số 27 do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch, có nói khá rõ về cách hình thành loài người và thế giới không phải do một đấng thượng đế toàn năng nào tạo dựng ra. Hơn nữa, quan niệm về thế giới thành tựu trong kinh Hoa Nghiêm khác hẳn với thuyết tạo dựng của gia tôn. Thật vậy, trong kinh Hoa Nghiêm phẩm thế giới thành tựu, Bồ Tát Phổ Hiền tuyên thuyết về 10 đặc tính của các thế giới như nhân duyên khởi, hình trạng, vân vân. Không có chỗ nào nói về việc tạo dựng thế giới do một siêu nhân, đặc biệt là Phật giáo quan điểm có hằng hà sa số thế giới có hình trạng khác nhau như trong đoạn kinh văn sau đây. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát bảo đại chúng rằng: chư Phật tử, thế giới hải có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc như nước xoáy, hoặc hình như hoa, có vị trần số hình sai khác như vậy. Khác hẳn gia tôn giáo quan niệm thế giới chúng ta đang sống là thế giới duy nhất do thần giáo gia tô tạo ra, và đại đất là trung tâm của thế giới này. Mặt trời và các hành tinh khác đều do các thiên thần xoay quần xung quanh đại đất. Quan niệm gia tô này dựa vào trên thánh kinh được coi như là những lời của thần gia tô nên không thể sai lầm. Đã đưa ra Giordano Bruno lên đàn vàng hóa thiêu sống và biệt giam Galileo tại gia nhiều năm cho đến khi chết, chỉ vì những khoa học gia này dựa vào thực nghiệm đưa ra thuyết trái đất và các hành tinh xoay quanh mặt trời. Và ngoài thế giới chúng ta đang sống còn có nhiều thế giới khác nữa. Chúng ta cũng không nên quên đi phải mất 359 năm tới năm 1992, Tòa Thánh Vatican mới công nhận là sai lầm về vụ sử Galileo. Cho nên người ta đã đặt câu hỏi: nếu Thánh Kinh đã có những điều sai lầm
thì có gì bảo đảm là thuyết tạo dựng trong Thánh Kinh không sai lầm? Và nếu phải mất hơn 3 thế kỷ rưỡi mới công khai nhận lầm về một sự thật hiển nhiên, thì làm sao bây giờ họ có thể nhận ra được những tội ác cũng rất hiển nhiên của họ trong gần 100 năm vừa qua trên các dân tộc Á Phi, Mỹ Latin? Chúng ta biết rằng thuyết tạo dựng của Gia Tô giáo dẫn đến quan điểm Adam và Eva là tổ tông của loài người, rồi cũng vì lời thần ăn đại một trái táo nên Adam sa ngã, và kết quả là đời đời kiếp kiếp con cháu về sau phải bị đầy ải với tất cả những khổ đau ở trên đời. Vì mang tội tổ tông, rồi đến thần Gia Tô sai người con duy nhất của ngài xuống trần để chuộc tội tổ tông cho thế gian. Và con người muốn giữ một chỗ trên thiên đàng sau khi chết thì chỉ cần đặt hết lòng tin vào thần Gia Tô thì sẽ được cứu rỗi. Và sau đây vài điểm trong cuốn Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng liên quan tới việc tạo dựng mà tôi muốn phân tích, hoàn toàn dựa vào những lý luận thông thường mà tôi cho rằng bất cứ người nào cũng có một trình độ học vấn tối thiểu cũng có thể hiểu được. Một, khi Đức Kitô nói về tình yêu mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, ngài muốn làm văn vọng lời xác quyết đầu tiên trong sách Sáng Thế Ký nói về việc tạo dựng. Chúa thấy đó tuyệt hảo, ngài thấy rất tốt đẹp. Gen 1:2.11-12 đến câu 31 trang 77. Câu trên nói về việc tạo dựng mà thần Gia Tô, đó là tuyệt hảo, rất tốt đẹp và tình yêu thần đã ban cho nhân loại. Chúng ta hãy đi thẳng vào chương Sáng Thế Ký Genesis trong Cựu Ước trong The New King James Version. 1. Thoạt kỳ, thủy thần Gia Tô tạo dựng nên trời đất. 2. Trái đất thì không có hình dạng và trống không, và bóng tối ở trên mặt vũng sâu, và thần thức lơ lửng trên mặt các vùng nước. 3. Và thần nói hãy có ánh sáng, và ánh sáng có liền. 4. Thần trông thấy ánh sáng và thấy có nó rất tốt đẹp, và thần chia ánh sáng ra khỏi bóng tối. 5. Thần gọi ánh sáng này là ngày và bóng tối là đêm, đó là ngày thứ nhất với buổi chiều và buổi sáng. Trái đất không có hình dạng và trống không, thì nước được giữ ở đâu mà thần thức lơ lửng ở trên các vũng nước? Khi đó chỉ có mình thần, vậy thì ai ở đó mà nghe thần nói để mà viết lại trong Thánh Kinh? Và thần nói như vậy, ánh sáng là của các sóng điện tử có màu sắc khác nhau là do tần số dao động khác nhau, và bóng tối là không có ánh sáng, chứ làm sao có thể chia ánh sáng ra thành sáng và tối được? Một trẻ em tiểu học ngày nay cũng hiểu rằng có ngày có đêm là do sự chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời. Ngày thứ nhất chưa tạo ra mặt trời thì lấy đâu ra ngày và đêm? Bỏ qua những giai đoạn nói về lịch sử tạo dựng, và nhiều khoa học gia ngày nay đã chứng minh rằng thứ tự tạo dựng các sinh vật hoàn toàn trái ngược với thực tế. Ta hãy đi vào chuyện của Adam và Eva. Sau khi bắt tuân thượng lệnh ăn đại một trái trên cây hiểu biết để khỏi bị vĩnh viễn ngu đần, Adam và Eva bị đẩy ra khỏi vườn Eden và sinh được hai người con trai là Cain và Abel. Cain chuyên về trồng trọt và Abel chuyên về chăn nuôi. Cain mang phần hoa màu dâng lên thần, nhưng thần chê. Ngược lại, thần tán thưởng phần thịt mỡ béo bổ mà Abel dâng lên thần. Cain bực mình vì bị đối xử không công bằng, rủ em vào rừng rồi giết tốt người em ruột. Sau đó Cain ngủ với vợ và sinh ra Enoch. Rồi Adam và Eva lại sinh ra một đứa con trai là Seth, quà của thần tặng để thay thế Abel. Con của Seth là Enoch. Gen 3:2.4. Đọc Kinh Thánh tôi vẫn nghĩ không ra ai là vợ của Cain và Seth. Lúc bấy giờ trên thế gian chỉ có người đàn bà duy nhất là Eva. Chẳng lẽ Kevin và Seth ngủ với mẹ? Cũng có thể lắm, vì trong Cựu Ước còn có chuyện hai người con gái của Lot phục rượu cho cha say và ngủ với cha, và sau đó sinh con. Gen 19:2.30 đến câu 38. Tạo dựng ra một thế giới gồm những sinh vật cắn xé nhau để ăn thịt lẫn nhau, những cảnh cá lớn nuốt cá bé, những con rắn rết
những vi trùng và siêu vi trùng, các tác dụng làm cả ngàn người chết trong những trận dịch tả, dịch hạch, vân vân. Và hôm nay là dịch Covid. Và riêng về loài người, vì thế họ hệ đầu tiên đã không tuân lời. Adam thế hệ thứ hai đã sát nhân. Khan luận luôn. Khan sát. Và thằng Gia Tôn thấy nó tuyệt hảo và rất tốt đẹp. Thì quả thật là quan điểm về tốt đẹp và tuyệt hảo của Gia Tô giáo phải khác thường. Nhưng phiền một cái là hơn 4/5 dân số trên thế giới, nghĩa là vào khoảng 4,5 tỷ người, lại nhất định không cho là việc tạo dựng trên là tuyệt hảo, là tốt đẹp, mà vẫn bướng bỉnh không chịu in ra thần Gia Tô đã tạo dựng ra thế giới này. Dù bị tra tấn, thiêu sống hay giết hại như lịch sử 8 cuộc thánh chiến và 400 năm lịch sử sử dị giáo của Gia Tô đã chứng minh. Vậy mà John Paul đệ nhị lại phê bình Đức Phật là sai lầm vì phủ nhận giá trị của sự tạo dựng. Đức Phật đâu có để ý đến thuyết tạo dựng, cho nên làm gì có chuyện công nhận hay phủ nhận giá trị của thuyết này. 2. Thế gian mà con người tìm thấy khi mặc lấy sắc phàm xứng đáng với sự trừng phạt, vì tội lỗi đã thống trị toàn bộ lịch sử bắt nguồn từ sự sa ngã của nguyên tổ, trang 78. Đây là nói về tội tổ tông. Chỉ vì một trái táo mà nhân loại bị đầy ải với tất cả những khổ đau ở trên đời, thế mới biết tình yêu của Chúa Cha đã ban cho nhân loại là như thế nào. Luận về tổ tông thì có vài vấn đề cần được sáng tỏ. Thứ nhất, theo di truyền học thì các giống người khác nhau là do di truyền. Không ai có thể thấy một cặp vợ chồng người da trắng lại sinh ra một đứa con đen kịt. Dù ông chồng xấu số, có ông hàng xóm đen kịt đi chăng nữa, thì đứa con sinh ra cũng lờ lờ, chứ không thể đen kịt. Vì vậy Adam và Eva là tội tổ tông của giống người nào, da trắng, da đen, da vàng, da đỏ, vân vân. Nếu có là tổ tông thì chỉ có thể là tổ tông của một giống người, chứ không thể là tổ tông của cả loài người. Tổ tông của giáo hoàng John Paul đệ nhị đấy. Thứ nhì, chúng ta đã biết Giê-xu là người Do Thái, và trong Tân Ước Luca 3:23-38, tất cả những thế hệ tiếp nối Adam và tới Giê-xu toàn là tên Do Thái, không hề thấy một tên Congo hay tên Việt nào. Vậy thì nếu Adam là tổ tông thì chỉ có thể là tổ tông của dân Do Thái, hay cùng lắm là tổ tông của các sắc dân quanh vùng Do Thái, chứ không thể nào là tổ tông của cả nhân loại. Đã không phải là tổ tông của loài người thì làm gì có tội tổ tông. Không có tội tổ tông thì cần gì ai chuộc tội hay cứu tội. Vai trò của Giê-xu trở thành thừa thải và khôi hài. Nói tóm lại, điều chắc là Adam không thể là tổ tông của người Việt. Vậy thì có lý do gì người Việt phải chịu tội của một người mà không phải là tổ tông của nòi giống Việt? Cho nên chuyện tổ tông nếu có của những dân da trắng, mũi lõ tóc quăn, thì cứ để họ với nhau. Người Việt chẳng nên dính dáng gì vào những huyền hoặc hoang đường, mà nên quay về với tổ Hùng Vương. Vừa đẹp, vừa hợp dân tộc tính, hợp tình, hợp cảnh, hợp lý, hợp với đại khối dân tộc. Khỏi phải sống trong khu riêng như người ngoại quốc trên đất nước của mình. 3. Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi phải ban con duy nhất của Ngài, để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt nhưng được sống đời đời, trang 76. Chúng ta đã biết thần Gia Tô thương yêu thế gian như thế nào qua việc đầy ải loài người, nhất là khi Ngài trừng phạt đàn bà phải chịu sự đau đẻ và làm nô lệ cho đàn ông. Khoa học và sự văn minh tiến bộ của loài người ngày nay đã phủ quyết lời nguyền rủa của thần Gia Tô đối với phái nữ. Khi sinh đẻ có thuốc chích cho khỏi đau, và đàn bà thường lại ở địa vị nhất vợ nhì trời. Ở trời, trời ở đây cần hiểu là theo nghĩa rộng, và tạo nên luật cả để giết vô số chúng sinh. Vậy tôi xin miễn bàn thêm. Nhưng không biết John Paul đệ nhị có đọc thánh kinh hay không, chứ thực tình tôi không hiểu Ngài nói con duy nhất là con nào. Vì trong thánh kinh có tới hai Giê-xu khác nhau, một Giê-xu trong Mát-thêu và một Giê-xu trong Lu-cơ.
Matthew và Luca đều nói Giê-xu là dòng dõi vua David. Thật sự không cần thiết vì Giê-xu là con của Thánh Ma, thì đâu cần phải kể dòng họ cao sang làm chi. Tuy Matthew kể ngược 42 thế hệ tới Abraham và Luca kể ngược 76 thế hệ tới tầng thần Gia Tô, người tạo ra Adam, nhưng chúng ta chỉ cần đi ngược với lại với vua David tới Giê-xu như sau: David, Solomon, Rehoboam, Abijah, Asaf, Jehoshaphat, Jehoram, Uzziah, Jotham, vân vân. Tất cả là 27 thế hệ, nhưng theo Luca 3:2.23 đến câu 38 thì các thế hệ tiếp nối từ vua David cho đến Giê-xu như sau: David, Nathan, Matthatha, Menna, Meli, Eliakim, Jonam, Joseph, Judah, Solomon, Levit, Matthat, vân vân. Tất cả là 42 thế hệ. Trong hai danh sách trên nói về nguồn gốc gia phả Giê-xu chỉ có vài tên giống nhau, còn hoàn toàn khác nhau. Vậy thì khi John Paul đệ nhị nói tới đứa con duy nhất của thần Gia Tô sai xuống trần, thì ngài muốn nói đứa con nào? Con trong Matthew hay con trong Luca? Và vấn đề được đặt ra là Matthew đúng hay là Luca đúng? Hay là cả Matthew và Luca đều sai? Hay là cả Matthew và Luca đều đúng? Cái gì bảo đảm là ai đúng ai sai? Và nếu vấn đề này sai thì có gì bảo đảm những chuyện khác trong Kinh Thánh không sai? Trên đây tôi chỉ bình luận vài điểm trong cuốn Bức Quan Ngưỡng Cửa Hy Vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị, liên hệ tới phê bình của người của ngài về Đức Phật. Thật ra muốn phê bình cả cuốn sách trên, chúng ta cần ít nhất là một cuốn dày gấp ba cuốn đó. Nhưng tôi nghĩ không có ai dại dột đi làm cái chuyện điên rồ tốn thời gian vô ích này. Có một điều là không hiểu giáo hoàng John Paul đệ nhị viết cuốn sách trên để cho ai đọc, vì tôi không nghĩ tới giới tín đồ thông thường và ngay cả giới trí thức Gia Tô có thể hiểu được những điều giáo hoàng viết trong cuốn sách đó. Ngoài những điều giáo hoàng nhắc lại những tín lý Gia Tô, nhưng đây lại không phải là chuyện hiểu mà là chỉ chuyện tin, tin mà không cần hiểu. Vì trong cuốn sách này giáo hoàng đã tránh né không trả lời trực tiếp những câu hỏi của nhà báo Vittorio Messori như: nếu Thiên Chúa là tình yêu, tại sao lại có quá nhiều sự dữ trong thế giới? Tại sao Thiên Chúa lại dung túng đau khổ? Tại sao nhân loại cần được cứu rỗi? Vân vân. Mỗi câu trả lời là một khẳng định dựa trên một niềm tin. Và như vậy, bật hết lý luận. Thí dụ như Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài, để cho những người tin vào Người sẽ không bị luận phạt, được sống đời đời. Thánh Phaolô ý thức thâm sâu rằng Chúa Kitô là căn nguyên, là tuyệt đối, và Chúa Kitô là bí tích của Thiên Chúa vô hình. Giáo hoàng là một bí nhiệm. Điều mặc khải này dứt khoát con người chỉ còn có thể hoặc chấp nhận hoặc chối bỏ. Một khi đã khẳng định những điều không thể giải thích được thế nào là cho suôn sẻ, là bí tích và bí nhiệm, và để dứt khoát thì vấn đề hiểu trở nên thừa thải. Đó chính là phúc cho những kẻ nào không thấy mà tin. Ngoài những điều khẳng định mà tín đồ phải tin không cần hiểu, giáo hoàng còn nhắc tới, chỉ nhắc qua thôi, thần học và triết lý của các thánh Augustine, Aquina, và các triết lý qua các thánh Augustine, Aquina và các triết gia như Descartes, Kant, Hegel, Aristotle, Plato, Pascal, Husserl, Heidegger, vân vân. Lẽ dĩ nhiên là không nhắc tới thánh Francis, người chủ trương phục vụ dân nghèo, hay Voltaire, Diderot, Khổng Tử, Lão Tử, vân vân. Nhưng không hiểu có bao nhiêu linh mục và tín đồ nắm vững các môn thần học và triết lý của các nhân vật kể trên. Thật vậy, cha James Kavanaugh trong cuốn A Modern Christ Look, một linh mục hiện đại nhận xét về giáo hội lỗi thời, có một linh mục hiện đại nhận xét về lỗi thời có kể về một sự huấn luyện các linh mục như sau: trong học trình của tôi rất hiếm khi bàn đến những nghi vấn hay quan điểm về
mà thường là hoặc trắng hoặc đen. Ví dụ như trong môn triết học, chúng tôi học qua Berkeley, Hummer và Kant chỉ trong vòng một tuần lễ. Đó là một nền giáo dục không có sự đồng tình, một sự huấn luyện không có sự giúp đỡ. Tôi nghe những gì họ muốn tôi nghe và nói những gì ban giám đốc mong muốn tôi nói như vậy. Người nào chống đối thì bị gạt ra ngoài. Chỉ có những người phục tùng luật lệ hay những kẻ ngây thơ tiêu cực mới tồn tại. Sáng kiến không được khuếch trừ, trừ phi đi theo con đường lõi đã chấp nhận. Tà đạo là danh từ để chấm dứt mọi luận cứ, và giáo hội dạy rằng là nghĩ trình nhỏ hẹp của mọi tranh luận. Tôi không được giáo dục mà được nặng thành. Tôi không được khuyến khích suy nghĩ mà chỉ được huấn luyện để chống đỡ. Người ta không muốn tôi suy tư mà chỉ muốn tôi học thuộc lòng. Cho nên đã có một ký giả phê bình như sau: bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo hoàng John Paul đệ nhị chắc chắn là một cuốn sách bán chạy nhất, vì tín đồ sẽ được khuyến khích để mua. Có thể mỗi nhà tín đồ gia tô đều có cuốn sách này, nhưng cũng như cuốn sách thánh kinh mà các nhà nào cũng có, nó sẽ chỉ được dùng như là một vật trang trí để hứng bụi, vì rằng không có ai đọc đó cả. Về cuốn thánh kinh thì ít ra viết đã viết như sau: hầu như là không có ai thực sự đọc cuốn thánh kinh. Họ chắc chắn là có một cuốn thánh kinh, có lẽ là cuốn thánh, cuốn sách duy nhất mà họ có, nhưng họ không bao giờ đọc nó, đừng nói là đọc cả cuốn. Một người có nhiệt tâm tôn giáo sẽ đọc đầy đủ các lời cầu nguyện trong thánh kinh, không đọc với óc phê phán, chỉ hiểu theo tất cả những gì mà các cha xứ muốn họ hiểu. Nếu một người thông minh đọc cả cuốn thánh kinh với một óc phê phán thì chắc họ sẽ vứt bỏ nó đi. Và Robert Ingersoll, một nhà hùng biện Mỹ nổi danh ở cuối thế kỷ 19, sau khi đọc hết và đọc kỹ cuốn thánh kinh đã nhận ra một lời thách thức. Ông ta sẽ tặng $1,000 năm 1890 cho bất cứ vị linh mục nào dám lên bục giảng ở nhà thờ để giảng những đoạn trong thánh kinh mà chính Ingersoll chọn lựa. Trong nhiều năm không có một người nào dám nhận lời. Có lẽ chúng ta đã đoán ra trong thánh kinh có những đoạn như thế nào. Tuy nhiên, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã trích dẫn những đoạn chọn lọc trong thánh kinh, những đoạn đòi hỏi một niềm tin không cần suy luận. Lẽ dĩ nhiên điều này cần thiết cho một số người yếu đuối không thể tự mình bước đi những bước vững vàng trên mặt đất, không thể tự mình suy nghĩ, chỉ còn có thể trông ngóng vào những quyền lực siêu nhiên cũng như những quyền lực giả tạo trên thế gian. Lời kết: con người thường sống trong ảo tưởng, các ảo tưởng cứ chồng chất lên nhau bất tận. Nguồn gốc của mọi ảo tưởng chính là vô minh, cho giả làm thật, bị bao phủ bởi bất màng vô minh. Nhưng con người lại xây dựng hy vọng trên ảo tưởng, và tất cả bước qua ngưỡng cửa hy vọng bằng một niềm tin không suy luận. Làm người ai cũng có hy vọng, nhưng nếu đã được đào luyện và đang sống trong bóng tối đầy dày đặc của vô minh, thì trước hết con người cần phải bước qua ngưỡng cửa vô minh trước khi tiến tới ngưỡng cửa hy vọng. Chưa bước qua được ngưỡng cửa vô hình thì bước qua ngưỡng cửa hy vọng chỉ là chuyện mò trăng đáy nước hay hái hoa trong kính. Chân lý giản dị như vậy, nhưng bởi căn trí bất đồng cho nên không phải ai cũng hiểu được điều này. Do đó có người quả là đáng thương hơn là đáng trách. Trần Trung Ngọc xin lỗi quý vị các bạn. Chưa bước qua ngưỡng cửa vô minh thì bước qua ngưỡng cửa hy vọng chỉ là chuyện mò trăng đáy nước nha. Vô minh đây là viết và đánh máy hình như bị nhầm lẫn là chắc. Xin tri ân quý vị và các bạn. Thì cái bài viết phê bình cuốn sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của giáo sư Trần Trung Ngọc đến đây là kết thúc. Thì như quý vị đã nghe và cũng là đọc với mình, thì quý vị cũng đã thấy rồi đó, có những từ ngữ của những tên riêng, đặc biệt là tên của các dòng thánh, thì mình cũng vấp váp, lắp bắp mình cũng rành. Nói chung là trong cái từ ngữ chuyên môn của họ thì mình không cần thông thạo để làm cái gì. Mình muốn quay ngược màn hình làm clip là để mục đích là để các bạn cùng đọc và cùng có thể các bạn hiểu biết hơn mình nhiều.
có thể các bạn thông thạo bằng tiếng Anh, rất thông thạo bằng tiếng Anh hơn mình nhiều. Cho nên từ đó là nó xác quyết được vấn đề, là mình nói là nó có nó dẫn chứng cụ thể và nó có những cái dấu ngoặc kép, cái dấu ngoặc đơn, dấu chấm phẩy hoặc là dẫn chứng. Nhưng đây mình cũng đã là chọn lọc bớt rồi đấy, bớt là những cái trích dẫn nguyên văn của những cái vị giáo sư từ nước ngoài bằng tiếng Anh, mình đã chọn lọc hết rồi. Mình đa phần đây là hết 90% là tiếng Việt rồi, chỉ có 1% là tiếng Anh và tiếng danh từ chỉ người. Thì các bạn sau khi các bạn nghe xong, các bạn nên có một cái ý kiến để cho mình biết rằng là các bạn đã có theo dõi và đã có tham gia tham luận. Thì cái cuốn sách mà Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng hoặc là Kinh Thánh, nhất là Kinh Thánh đó các bạn, Kinh Thánh không bao giờ copy được các bạn. Những bài viết như thế này có thể copy được, nhưng ngược lại là Kinh Thánh copy không có được các bạn. Mình đã thử copy mấy lần mà copy không có được. Đó là copy bằng tiếng Việt á, mình copy không được. Nhưng mà bằng tiếng Hy Lạp thì mình có thể copy được. Nhiều khi mình cũng muốn làm bằng tiếng Hy Lạp để mình đối chiếu, mình dẫn chứng như thế này nè, để cho các bạn có thể biết được, xác quyết được vấn đề là Kinh Thánh của các nước nó như thế nào và từ ngữ chuyên môn nó như thế nào. Nhưng mình nghĩ cũng không cần thiết, bởi vì người ta đã chỉnh đốn trong sự sai lầm của họ giữa hai trường phái, một là Luca, hai là Matthew. Hai cái đó đã sai lệch với nhau rồi, đã mâu thuẫn với nhau rồi, thì mình dẫn chứng cái đó cũng không đi đến đâu, mà cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Mình sẽ chúng ta thấy được cái sự mâu thuẫn ở trong ngay chỗ Thánh Kinh bằng tiếng Việt. Nó có hai phiên bản đó là đã thấy nó sai lầm rồi. Một cái thì 27 tông đồ, một cái 27 người con, một cái thì 47 ha. Đó, như nãy mình đã nói thì hai cái đó đã sai lầm rồi. Thì cần chi mà phải dẫn chứng chi nữa. Đó, đây nè. Luca nè, câu 3:23 đến câu 38 nè. Đó, từ David. Đây là 42 thế hệ. Tất cả là 42 thế hệ. Còn ở trên á thì 27 thế hệ. Thấy chưa? Đó, nó hai cái phần nó khác nhau, nó đã nghịch với nhau rồi. Đã Kinh Thánh lời Chúa nói mà nó đã trật lắc, nó đã sai từ ở trong Kinh Thánh Kinh ra, thì có cái gì bảo đảm là họ đúng đâu, đúng không? Không có gì bảo đảm hết. Ngay cả thuyết tạo dựng hay thuyết những cái gì mà giáo hoàng nói hoặc là những gì trong Thánh Kinh nói về sau này, dù cho nói là thương yêu con một, thương chân lý đi chăng nữa, vũ trụ tuyệt vời đi chăng nữa, thì nó đúng khoa học đi chăng nữa, thì cái đó là người sao tao biết, thì dĩ nhiên nó học hỏi thì dĩ nó biết rồi, nít biết rồi, đừng nói chuyện tới người lớn. Cho nên thành thử ra là không có gì đúng hết. Đó, cái nguồn gốc của nó sai từ cái gốc, nó sai từ cái chỗ mà cái căn bản, cái hiểu biết căn bản còn không có. Thế mà cái dân chúng Việt Nam mình mấy triệu người họ theo đấy, mình thấy kinh tởm thiệt. Đúng là cái óc con người nó bị mọt ăn hay sao mình không hiểu được. Từ khi nhỏ mình, khi mình đi ngang qua nhà thờ hoặc là đi gặp mấy ma sơ hoặc mấy cha đạo cha xứ, mình chẳng có cái cảm tình, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng là chắc họ học giỏi lắm, họ cao siêu lắm, họ, mình không nghĩ rằng là họ là thần thánh, nhưng mà mình nghĩ là họ học giỏi lắm, họ nghĩ là họ đầu óc thông minh minh mẫn lắm. Ý là mình nhỏ mà á, mình cứ nghĩ vậy thôi. Nhưng mà không ngờ sao về sau này á, khi mình lớn lên á, thì mình tìm hiểu về Phật giáo á, mình đi theo con đường Phật giáo thì mình không cần quan tâm, từ trong luật dạy mà. À, phải trước học luật, hậu học tu ra la, trước phải học giới luật, sau đó là phải học kinh. Chừng nào trí lực có dư thì mới nghiên cứu các ngoại điển, có nghĩa là ngoài cái sách Phật giáo ra, ngoài tôn giáo ra.
mấy nghiên cứu về tôn giáo khác. Thì như các bạn đã có biết không, sở dĩ mình làm cái những cái đề tài này á thì nó có động lực, nhưng mà không biết làm cách như thế nào để chia sẻ. Từ khi cái vụ việc mà ở trên Phao Thoát, hồi đó mình có tham gia trên Phao Thoát, những cái diễn đàn Phao Thoát rất là nhiều, thậm chí có thuyết giảng rồi, hay là có chơi những cái game show, ví dụ chơi lô tô là mình tham gia hay chơi. Nhưng mà gặp quý thầy chơi đó là hay chửi lắm, hay chửi bới, thì mình cũng chẳng biết tại vì sao. Đấy, mình chẳng biết tại vì sao cả. Cho nên mình vẫn chơi, rồi nó vẫn chung tiền bình thường thôi. Nhưng mà sau này á, thì nói bây giờ đó là những năm 2010 cho đến năm 2013, là đó là mình thích chơi, vừa học vừa đi học mà vừa thích chơi Phao Thoát, thì nó có những cái game show để kiếm tiền cạc, nếu mà kiếm cạc nạp điện thoại, nói chung là trúng cũng được mấy lần á các bạn. Thì mình cũng nghe là Thiên Chúa rồi họ gièm phá nói này nọ, rồi mình cũng phớt lờ, nói chung là nghe vậy thôi, chứ mình không có cái hiểu biết gì để mình làm cái clip cả. Mà không biết luôn á, không biết làm tất cả những clip mình luôn. Mặc dù là mình có học những cái Photoshop, Corel, mình biết làm những thứ đó, chỉnh ảnh sửa mình thích lắm, nhưng mà không biết làm cái YouTube, không biết chia sẻ. Cho nên về sau này thì có những cái sự kiện mình cũng nhàn rỗi rồi buồn chán, rồi tìm hiểu về cách làm YouTube. Về sau này đó, thì mình mới rồi cái sự kiện nóng lên từ ông Dương Ngọc Dũng. Thì trước đó một năm mình đã làm rồi, nhưng mà sự kiện Dương Ngọc Dũng thì các bạn đã biết đến kênh của mình nhiều. Một là kênh Lê Ngọc Hiệp, hai là kênh Hiệp Bá Đạo. Và những về sau này, những phạm trù sau này, mình sẽ làm những cái clip mà có tính cách là tham khảo ở trên sách hiếm hoặc là giao điểm online. Thì trên giao điểm online có nhiều cái của bài cũng hấp dẫn, cũng hay lắm các bạn, tìm hay cũng hay lắm. Mình giới thiệu đến các bạn, nếu các bạn rảnh thì các bạn cứ vào giao điểm online, thì nó sẽ có những cái phần là mình muốn tìm tạp chí, tác giả, giáo dục, xã hội cái gì đó, thư viện dành online rồi, giao điểm thư viện giao điểm online rồi, nhiều lắm các bạn. Mà rảnh rảnh thì mình cũng chia sẻ đọc nghe. Còn các bạn nào bận bịu quá thì cứ lên xe, nếu đi xe hơi bật YouTube lên nghe cho vui. Rồi có gì chửi mình một hai tiếng cũng cảm thấy hễ hả ha. Mến chào quý vị các bạn, hẹn quý vị các bạn trong clip sau.